Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình có một cái dĩa dâu. Một cái dĩa dâu mình mua cách nay 3 hoặc 4 ngày rồi. Thì cái cuốn nó hơi bị héo. Và hôm nay mình sẽ ăn dâu với kem. Nhưng mà kem này là kem mình tự làm nè các bạn. Cái kem chát bánh sinh nhật á. Rất là ngọt. Cái này mình tự làm. Cái muỗng đi. Tại cái phần này mình bỏ đường hơi nhiều á. Cho nên nó dẻo. Nó dẻo, nó đặc lắm. Nó quánh lắm. Bây giờ mình sẽ ăn với dâu xem nó như thế nào nha. Giờ mình sẽ nhúng một trái vô đây cho nó. Sao nó không dính gì nè? Sao nó không dính? Nó không dính vậy? Ui 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 ui. He he he. Wow, cái này mình chét như thế này là ăn nó ngọt ghê lắm luôn á. Ok. Để sau đây để gì cho nhìn cho nó đẹp á. Để mọi người giờ thấy không? Thấy không? Ok, bây giờ mình sẽ thưởng thức nha. Chắc ngọt lắm đây. Chưa có thấy cái ngọt mà đã cảm nhận thấy cái chua của trái dâu. Dâu mà ăn chung với đường kiểu này nó chua quá. Cứt kìa. Cái dâu thì cái hậu nó hơi chua chua, nhưng mà ăn với cái cục này nó ngọt quá, cái bắt đầu nó làm cho cái miếng dâu nó chua hơn nữa nè. Các bạn xem mà cái màu dâu nó ra nè, nó dính nè. Rất là ngọt luôn. Wow, ngon lắm mọi người. Dâu thì cái hậu nó chua ha. Cái xong cái mình ăn với cái kem này ngọt ngọt ngon. Xong cái kem này nè, mình làm á là do là bữa đó mình làm hơi bị nhiều đường cho nên nó ngọt hơn so với cái kem chát bánh. Kem chát bánh thì nó ít đường mà nó hơi ngọt mà lợ lợ thôi, còn cái này cũng mình là nó ngọt. Nó ngọt rồi các bạn, tương tự giống như các bạn đang ăn cục kẹo vậy đó. Ngọt vậy á. Nhưng mà ăn với cái đồ chua chua này ngon. Lần đầu tiên ăn kem với sô cô la. Với dâu với trộn. Quá là ngon luôn. Cái kem này nè, mình làm từ trứng gà, trứng á, làm từ trứng rồi đường, trứng đường, hình như bữa làm có hai loại, có trồng trắng à, với đường thôi, cũng dễ làm á. Ăn với sô cô la ngon, ăn với dâu này ngon ghê. Mình thấy có nhiều chị á ăn với cái kem mà xịt ra vậy nè, nhưng mà mình á thì mình đi chợ mình ít khi nào mình để ý với cái kem đó, tại mình không có thích lắm. Mà cái kem này hôm bữa mình làm cái ngày lễ tình nhân á,
cái mình làm bánh mình tặng mọi người trong nhà đó, nó còn dư lại nè. Các bạn biết không, có bốn cái trứng gà, bốn cái chồng trắng trứng gà với đường thôi mà nó bao nhiêu đây đó, một hũ luôn. Kem nó ngọt lắm, này con nít mà nó thấy là nó mê lắm. Trắng chung với lớp kem luôn cho nó có cái hậu chua chua ngọt ngọt. Dâu mua về 2-3 ngày mà nó mình ăn không kịp á, cái nó bị nhăn, cái da nó bị nhăn nhăn nè, bạn thấy không, cái da nó hơi bị xấu một chút. Nhưng mà dâu bên đây nó cũng rất là ngon, nó không có tới nỗi mà nó chua giống như bên Việt Nam đâu, bên Việt Nam thì nó hơi chua. Này. Ngon chưa? Lúc mình cắn á thì cái mình bị cái vị dâu nó chua, xong rồi một chút mình nhai 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 thì nó mới mới hòa quyện từ cái vị kem vô với cái vị dâu. Rất là ngon. Mình mà ăn kiểu này nó thiệt không dám cân nổi luôn. Trong cái này đường nhiều lắm luôn. Một hộp kem này các bạn biết không, mình làm bốn cái chồng trắng, gà trứng gà đúng không, với bốn chồng trắng trứng gà với 250 g đường, 200 cà ram á chứ không phải là miligram đâu nha các bạn. Cà ram đường á là 2 lạng rưỡi đó, 2 lạng rưỡi đường á, cho nên nó bị ngọt quá. Thay vì á mình làm có 250 gram thôi, nhưng mà cái này mình làm 250 cà ram cho nên nó ra nó ngọt nó gấp mấy lần luôn. Tại lúc mình đo mình cân á là mình đo bằng cái cấp mà mình không có nhớ cái tỷ lệ của cái cấp, ví dụ như cái cấp một cấp mà 140 g, 140 g mà cái của mình là 25 g thì nó chưa tới một cấp đúng không, nó chỉ có 1/4 cấp à. Mà mình chơi cho mày vào một một phần một cấp đó rồi xong là mình nói 250 gram, là mình nói là 2 cấp như vậy là mới 208, là mình đông gần 2 cấp như vậy. Các bạn biết là một cấp là đã gấp gấp ba gấp 4 lần rồi, mà 2 cấp như vậy là gấp 8 lần, là cái lượng đường của này mình đông gấp 8 lần như vậy là các bạn biết nó ngọt tới cỡ nào. Ai da, có cái trái này, cái cuốn nó còn tươi nè, cuốn còn tươi nè, trái này cũng đẹp nữa, nó tròn tròn đẹp, chắc lên, sơ tiếp, yeah, đẹp không? Bữa bão tuyết có ngày bữa nay hết rồi, hết tuyết rồi, không có quay cho các bạn xem được. Ăn chỗ này không giảm cân nổi à, giảm cân coi như công cốc rồi đó, bao nhiêu công tình giảm cân là coi như tiêu rồi đó.
nhưng mà với mình ăn dâu nè, mình thích ăn với muối ớt hơn, nó ngon hơn, nó ngon hơn là mình ăn với kem. Tại vì khi mình ăn với kem á, cái vị chua nó nhiều hơn, nó bị lấn át đi cái vị dâu, là mình ăn không có ngon. Rồi cái nó làm cho nó tăng cái độ chua của dâu lên á. Nhưng mà nếu như mình ăn với muối ớt hoặc muối tôm thì nó ngon hơn. Tại vì mình ăn với muối ớt với muối tôm á thì cái vị cay cay rồi mặn mặn của nó làm cho giảm cái vị chua trong cái trái dâu lại. Còn cái thằng này nó ngọt á, mình ăn cái này ngọt quá, cái hòa quyện với cái vị chua này, cái nó làm cái vị dâu nó chua hơn. Đó, đó là ý kiến riêng của mình. Nhưng mà bên Mỹ thì mình thấy họ thích ăn dâu với sô-cô-la. Sô-cô-la thì nó cũng có cái hậu ngọt, cho nên nếu như ăn vậy thì nó sẽ bị cái vị chua này nhiều hơn. Thật sự ăn dâu với kem ngán quá luôn á. Ngán lắm luôn các bạn ơi, chịu không nổi. Mình ăn được 3 trái, 2, 4, 6 trái chứ nhiều. Mà bây giờ ăn hết nổi rồi. Mấy bữa là một dĩa này rồi mình sơi tái phát một. Một phát một là hết trơn. Mà còn bữa nay ăn mới có 6 trái mà dội quá, dội hàng quá. Bữa nào ăn dâu tây với mắm ruốc thử rồi ha. Dâu tây và chấm mắm ruốc biết sao ha. Mấy chị em nào đồng tình á, cho em comment đi. Ok là em chơi liền. Em mua dâu tây, em mua dâu tây này về em làm một chảo mắm ruốc ha. Một hộp mắm ruốc này mình bảo đảm là sẽ ăn không có hết một chảo mắm ruốc đó, nhưng mà xào trừ hao ăn cơm luôn. Em sẽ xào một chảo mắm ruốc ha. Wow, bắt đầu ngồi dít chấm rồi. Hết sảy con bảy. Ăn cái này mà tưởng tượng mắm ruốc. Thôi, không ăn nữa. Ngọt quá. Thứ nhất nó ngọt, mà thứ hai nó đưa vô cái thằng này nó không có đâu vào đâu, cho nó rất quất à. Ăn theo kiểu Tôn Ngộ Không, coi phim hoạt hình, coi phim Tây Du Ký. Nó ăn theo kiểu Tôn Ngộ Không là ăn vậy. Theo cái trí nhớ của em là nó như vậy đó. Ok, chua quá, chịu hết nổi rồi. Thôi, đợt dâu bữa nay nó không có được ngọt lắm, hay là do em ăn cái này nó ngọt không biết nữa. Thôi, còn bao nhiêu đây? Thôi, cái này bị gì đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bữa nay ăn không hết. Có một hộp mà ăn còn 9 trái luôn. Bữa trước ăn một hộp còn 3 trái à. Thôi, bây giờ em sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của em. Và nhớ ủng hộ kênh bằng cách subscribe, ủng hộ kênh của em nha. Em sẽ làm những video hấp dẫn hơn. Ây da. Ở cái nè. Không ở được. Thôi, hẹn gặp mọi người đã. Hẹn gặp mọi người ở những video sau nhé. Bye bye và hẹn gặp lại. Yêu mọi người nhiều.